Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ tỉnh Kiên Giang đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào xung kích, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đoàn lần thứ 10 đã đề ra. Bằng những phần việc cụ thể thiết thực, vai trò của tổ chức đoàn tiếp tục được khẳng định là lực lượng tin cậy của cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng phát triển. Thấm nhuần lời dạy của Bác, tuổi trẻ Kiên Giang đã tích cực tham gia các phong trào hoạt động cách mạng, đặc biệt là các phong trào thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp tỉnh xây dựng 11 công trình với tổng trị giá 5,5 tỷ đồng, cấp huyện xây dựng 198 công trình với tổng trị giá 8,1 tỷ đồng, cấp cơ sở xây dựng được 3.130 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào tuổi trẻ Kiên Giang chung tay xây dựng nông thôn mới. Em cũng góp phần là đi vận động những hộ gia đình trồng cây xanh cho đẹp và nông thôn. Và thời gian qua thì em thấy nhờ sự huy động của bên công tác đoàn thì người dân mình cũng làm theo rất là nhiều. Từng bước qua cái hoạt động của đoàn viên thanh niên thì nhận thức của bà con trên địa bàn thì cũng đã từng bước được nâng lên. Việc vấn đề đổ rác rồi dọn dẹp vệ sinh cũng từng bước được cải thiện. Bà con cũng bây giờ cũng đổ rác đúng nơi, đúng chỗ. Nên là môi trường của trên xã đảo là từng bước rất được cải thiện. Trong phong trào tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Trong nhiệm kỳ đã vận động và trao trên 10.000 phần quà cho gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng. Vận động đoàn viên thanh niên hiến máu tình nguyện thu được gần 23.000 đơn vị máu, phối hợp tổ chức khám phát thuốc miễn phí cho người dân được trên 13.000 cơ số thuốc. Đây cũng là một cái hoạt động thường xuyên của đoàn cơ sở Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Kiên Giang. Thì hoạt động này nhằm mang lại cái sự chia sẻ cũng như là cùng chung tay với người bệnh để giúp cho người bệnh có một cái cuộc sống tốt hơn, như là khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở tại các địa phương, rồi tổ chức tuyên truyền nâng cao cái ý thức phòng tránh dịch bệnh. Với những hoạt động nêu trên á, thì vừa là tạo ra môi trường giáo dục rèn luyện đối với học sinh sinh viên của nhà trường, vừa là mang lại cái hiệu quả trong cái công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt trong năm 2020-2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hệ thống đoàn các cấp đã thành lập và duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh ứng phó với dịch bệnh, tham gia hỗ trợ cùng lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm dịch COVID-19, biên giới và các khu điều trị, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Tích cực vận động các nguồn lực như yếu phẩm, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, các khu cách ly, vùng phong tỏa. Phát động hiệu quả chương trình triệu túi an sinh, trao gần 22.000 túi an sinh gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm và trên 3.000 túi thuốc an sinh với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cùng cộng đồng vượt qua đại dịch. Trong nhiệm kỳ qua thì thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên, thì đoàn thanh niên công an tỉnh đã thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình, trong đó thì tập trung tốt vào các hoạt động an sinh xã hội, mà đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19 vừa qua thì hình ảnh những cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên của công an tỉnh với những túi an sinh, những cái combo yêu thương, thì hình ảnh của những cán bộ chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ đã được lan tỏa rộng rãi. Đối với đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ thì bản thân tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải phát huy cái tinh thần xung kích trong cái thực hiện các nhiệm vụ ở khu vực biên giới, đặc biệt là giúp đỡ đồng bào rồi các cái nhân dân ở khu vực biên giới trong các cái vấn đề về an sinh xã hội và phát triển kinh tế, giúp cho quân và dân ở khu vực biên giới cùng nhau đoàn kết. Phát huy vai trò là cầu nối giúp đoàn viên thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn vay, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế. Tính đến nay, có 61 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, có 610 thanh niên tham gia vào câu lạc bộ. Quản lý nguồn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 626 tỷ đồng, hỗ trợ vốn 120 của Trung ương đoàn cho 8 mô hình phát triển kinh tế với tổng số tiền 540 triệu đồng.
nhiều đoàn viên thanh niên đã thành công trên con đường khởi nghiệp, vươn lên làm giàu. Ngay từ khi ngồi trên ghế trường thì tôi đã bắt đầu có nung nấu ý tưởng khởi nghiệp sản phẩm, tạo ra một cái sản phẩm có hữu ích về sức khỏe mà thân thiện môi trường. Theo tôi thì thật sự là đối với các bạn trẻ bây giờ thì mình nghĩ là các bạn có cứ vươn lên bằng ý chí, bằng nghị lực, dám nghĩ, dám làm. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Kiên Giang đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khát vọng, phát triển. Trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, thanh niên Kiên Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, trong đó chú trọng các nhiệm vụ như tổ chức phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên góp phần thúc đẩy phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên. Trong cái nhiệm kỳ 2022-2027 thì xây dựng cái tổ chức đoàn vững mạnh về cái tư tưởng chính trị, giàu lòng yêu nước, có đạo đức tốt, có cái niềm đam mê và truyền cảm hứng, sống có trách nhiệm, có sức khỏe tốt, có hoài bão lớn, có lòng vị tha, có khả năng vượt qua thử thách trong cái cuộc sống, khát vọng vươn lên, đoàn kết, sáng tạo. Thay mặt tuổi trẻ tỉnh Kiên Giang thì cũng kêu gọi các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xung kích tình nguyện thực hiện thắng lợi cái mục tiêu này. Bằng sức trẻ, sự năng động, sáng tạo và bản lĩnh, tin tưởng rằng tuổi trẻ Kiên Giang sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội và là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên thanh niên, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp và phát triển.